quãng đời học sinh, chắc chắn ai cũng có ít nhất một đứa bạn thân. Tôi cũng vậy, một tình bạn hơn 10 năm với thằng bạn chí cốt. Nhưng vấn đề thực ra nó lại là... con gái. Chơi mày. Tao xem. 1, 2, 3. Mày nè. Vô. 1, 2, 3. Lại đây. Mày nè. Vô. 1, 2, 3. Sao? Không được hí. Hí làm Google. Google. Nhắm mắt. No. Vô tao. Đưa lại cho bạn. Đứa nào? Trai của tao này nha. Mày chết. Tao gọi cho tao. Mày chết với tao. Mày đứng lại chưa? Đừng. Mày chết. Gì? Thằng bạn Hana của tôi không khác gì một đứa con trai. Quá là mệt mỏi rồi. Bỗng hôm nay thấy mình khác hôm qua. Nỗi buồn cũng trôi đi rất xa. Nghĩ trong đâu chỉ cần đứng bên nhau, chẳng ngại khó khăn nào nữa đâu. Giờ lòng mình cứ hiên ngang đường đâu, đằng nào cũng thế vui đi. Mai tính sau, nếu buồn thì hát lên đi, sẽ vơi rất mau. Khi buồn thì cứ ngân nga, oh my god. Hát lên đi. Nói ra đi, bày tỏ hết. Nghĩ suy đi, ngại chi. Nói yêu nhau đi. Sống một lần. Chỉ sống một lần. Buồn hay vui cũng chỉ một lần. Được sống, cớ sao không vui. Ủa? Rồi khúc này tới đoạn của Hana rồi. Giờ này bà chưa tới nữa. Thì Hana là bà chú dây thun mà. Thôi, chốt như này đi. Mình cứ đi về đi. Bà đến thế thì lần sau còn hối hận. Con gái con đứa gì. Ê nhưng mà. Nói xấu gì tôi đó. Xin lỗi mọi người nha, tôi tới trễ. Mình tập thôi. Nè con ghế nha. Ê da. Ghế nó đau dữ. Rồi vô nha. Okay, bắt đầu trước nè. Sống một lần. Buồn hay vui cũng chỉ một lần. Được sống, cớ sao không vui.
cảm giác này là sao? Chẳng lẽ... Yêu! Cái gì mà... Yêu... Yêu đương cái gì? Tao với cả Hana không bao giờ có chuyện đấy đâu. Tụi mày nó không có điên gì đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sáng ngày mai mình lên sớm, hẹn Hana tới chỗ vắng người cho đỡ quê. Dựa vào sở thích của nó, Hana nó thích uống Milo, mua thêm làm quà. Khi nói thì dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh đàn ông. Khi nói thì dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh đàn ông. Hẹn tao xuống đây chi? Mày uống đi. Mày bỏ gì trên đây đúng không? Tao vừa mới mua đấy. Sao cái này tốt vậy? Mày không muốn tao uống? Ê, bậy uống à. Bữa sáng cân bằng. Mà sao hôm nay mày tốt với tao vậy? Nếu mày thích ấy, thì ngày nào tao cũng sẽ đối xử tốt với mày như vậy thôi. Tao giỡn. Giỡn. Khùng. Hana, thật ra là tao... Tao có chuyện muốn nói với mày nè. Thật à? Vậy là mày cũng... Tao có bạn trai rồi. Hana! Cái gì với mày? Đây là Mon, bạn trai tao. Còn đây là Winner, bạn thân của Hana. Chào Winner. Thôi tao lên lớp nha. Ê, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Tao thích chị đau răng, mắc gì mày quan tâm? Thích cái gì kỳ cục vậy? Rồi cái này là sao? Còn cái này nữa. Cái này nữa là sao? Rồi cái này nữa nè. Mày có thể tránh xa tao một chút được không? Hả? Rốt cuộc là mày bị cái gì? Thất tình. Bạn với chả bè, thích ai sao không nói tao chỉ cho. Tao không cần. Ăn nói tao vậy hả? 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 Nó bị gì sao vậy? Em vẫn giữ vui buồn nơi để mong chờ anh ghé đến. Có anh em sẽ kể anh nghe. Vì những ngày ta trái tim ít nhiều tổn thương, chẳng dám vấn vương, chẳng dám yêu ai thật nhiều. Ring 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 shipper giao hàng tới rồi em ơi. Ding 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 chỉ cần trả trái tim em thôi, bữa tối anh mời. Anh không sợ chuyện nắng chịu mưa, ấy cô không thích vì đắng vì chua, nhưng chỉ cần đó là em thì bao nhiêu khó khăn anh hứa sẽ không chịu thua. Vì khi yêu rồi em tôi.
phải mất đến bao nhiêu lâu để yêu được nhau. Người chẳng thể quên luôn là người yêu nhất. Sự thật sẽ rất đến đâu nơi ta chẳng phải làm một đứa của nhau đến mai về rồi. Vậy đừng làm người yêu nhau nhé, cứ bên nhau thôi. Dù lắm lúc mắt môi xa xôi, có khi như thế lại hay, dẫu chẳng thấy thêm một lý do để ta ràng buộc nhau. Cho là sự của nhau. Mon, bữa sáng nè. Milo, yo, quá đã. Có bánh nè. Có bánh luôn ta. Ngon đúng không? Miếng nữa, miếng nữa. Bữa sáng tuyệt vời. Quá ngon luôn đấy. Hana, con có chuyện muốn hỏi Hana được không? Mối quan hệ giữa Hana và bạn kia là sao? Còn cãi nhau nữa hả? Đang yên đang lành tự dưng thứ khó ưa thì cũng tại bà đang là bạn thân, tự nhiên đâu ra thằng bạn thân mới. Ý bà là Mon đó hả? Mon là bạn kiểu khác, Winner là kiểu khác, sao so sánh vậy được? Nhưng mà thằng Winner nó đâu có nghĩ khác đâu. Cái gì? Đến lúc này thì phải nói chứ. Nè, hay nè, tại ông hết đó. Thì cứ bày những việc khi yêu đâu em muốn tổn thương, chẳng biết phải mất đến bao nhiêu lâu để hiểu được nhau. Người chẳng thể quên luôn là người yêu nhất. Sự thật sẽ rất đến đâu nơi ta chẳng phải làm một thứ của nhau nên là vậy sao? Cứ bên nhau thôi. Dù lắm lúc mắt môi ra rồi, có khi như thế lại hay, sao chẳng thấy thêm một lý do để ta ràng buộc nhau? Chẳng là gì của nhau, chỉ cần bên nhau như thế nhé. Cứ bên nhau thôi, mọi thứ cũng sẽ phải thay đổi. Chỉ riêng hai ta có thể cùng nhau khi
chẳng là gì của nhau. Em đâu sau bao lâu bên nhau em có nghe anh nói gì đâu. Baby, vì nhau vì yêu tình em đâu, nếu nhục mà sai màu ta đã có mai sau. Baby đừng vội yêu nhau, baby mình làm anh thôi nha. Baby đừng vội yêu nhau, baby mình làm anh thôi nha. Tôi khúc của hai người đó. Sao vậy? Xin lỗi, đánh lại. Thôi dẹp luôn đi. Tập tành thì không lo, người thì không hát, người thì chật nhịp, tập tành gì nữa. Nói Kenchi, Kenchi, hai người sao vậy? Sắp tới ngày diễn tới nơi rồi, không tập trung gì hết vậy? Xin lỗi nha, tôi có việc chút. Hana, Hana, rồi sao? Rốt cuộc là hai người có chuyện gì? Ê, ủa ông xuống trước tôi hả? Ê, ê, Winner, 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 ê, ê, tôi cầm đèn sao tôi xuống? Winner, Winner! Winner, kia ra xin lỗi. Cuối cấp rồi, việc học của Kira nhiều quá. Với lại Kira nghĩ là Winner nên dành tình cảm của mình cho bản thân của mình thì tốt hơn. Kira xin lỗi. Thật ra Hana, Mình biết là chúng ta đã không còn như trước nữa. Hana cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà Hana muốn xin lỗi Mon. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn rồi mà. Nhưng mà Hana phải hứa với Mon một điều. Hana và thật hạnh phúc, biết chưa? Như cũ nha. Chẳng là gì của nhau.
thêm đâu. So bao lâu bên nhau em không nghe anh nói gì đâu. Vì làm nhau vì yêu tình thêm đâu. Nếu nhận là sai màu ta đã có mai sau. Baby đừng vừa yêu nhau. Baby mình làm anh thôi nha. Chào bạn này. Cảm ơn. Mình ngồi đây được không?